Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Cũng là trong khóa tu mùa thu hàng năm vào dịp lễ tạ ơn của Canada. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Và sáng đi về có đủ xe không? Thưa đại chúng, hàng năm tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên có tổ chức khóa tu mùa thu vào dịp lễ tạ ơn của Canada, tức là lễ Thanksgiving. Ở Mỹ thì đi sau Canada 1 tháng, bên Mỹ thì lễ Thanksgiving tháng 11, Canada Thanksgiving vào tháng 10. Thì nhân dịp lễ Long Weekend thì chúng ta có một khóa tu. Vừa rồi thầy Đức Tạng có chia sẻ về ý nghĩa tạ ơn, nhận ơn, báo ơn trong Phật giáo. Trong Phật giáo cũng có nói tới cái ơn đó. Và thường thường chúng ta bày tỏ cái niềm biết ơn này vào dịp lễ Vu Lan. Vu Lan cũng là một cái lễ tạ ơn của Phật giáo, bởi vì ngày đó chúng ta ghi ơn cha mẹ, thầy tổ, tất cả mọi loài, mọi người. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta nhớ là khi chúng ta nhận ơn, ghi biết cái ơn chưa đủ, và chúng ta phải sống như thế nào, làm gì để chúng ta đáp đền cái ơn đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Ghi ơn, nhận biết là một việc, nhưng mà phải thực hiện cái gì để chúng ta đền cái ơn đó. Tuần rồi thì Pháp Hòa với các thầy vắng chùa vì tham dự đại giới đàn ở bên Mỹ. Trong đại giới đàn này, chú Trung Chánh đã chính thức đủ tuổi để được thọ giới tỳ kheo, trở thành một vị thầy chính thức. Thì có một vài trong đó có sư cô Trung Huệ, sau vài năm tu tập thọ tỳ kheo ni, thì có vài Phật tử thắc mắc đại giới đàn là gì. Thì nhân đây Pháp Hòa giải thích đơn giản, chứ còn nói về đại giới đàn thì cũng nhiều việc lắm, nhưng ở đây Pháp Hòa giải thích tổng lược để cho tất cả quý vị nắm rõ được cái ý nghĩa căn bản. Vì là Phật tử thì ít nhất chúng ta cũng hiểu được cái cách mà các chư tăng của chúng ta, các thầy của chúng ta, các sư cô của chúng ta làm thế nào để trở thành một người tu, một người xuất gia đúng cái giáo pháp. Thường thường các vị nào mới vô tu á, thì các vị đó gọi là sa di, là bên nam đó. Còn bên nữ thì gọi là sa di ni, hay có chữ ni nghĩa là nữ. Thì sa di hay sa di ni cũng đều thọ 10 giới và tu tập như vậy trong vòng 5 năm, tức là từ 1 năm cho tới 5 năm. Người nào nhanh thì cũng 4 năm. Và bên nam á, thì sau khi làm sa di rồi đó, thì nếu mà đủ tuổi, tức đủ tuổi là sao? Tuổi đời phải 20 trở lên, chứ còn dưới 20 tuổi cũng không được. Và nếu như mà người đó tuổi đời có dư, nhưng mà tuổi, cái năm tu chưa đủ cũng không được. Ví dụ bây giờ cái người đó 30 tuổi đi tu thì tuổi đời dư rồi, nhưng mà mới tu mà làm sao thể tỳ kheo được. Cho nên ít nhất cũng phải vài năm. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy có vài vị 2 năm là đã được thọ giới, nhưng mà thường là phải 4 năm hoặc là 5 năm, có vị 7-8 năm. Ví dụ như hồi xưa các chú ở đây, thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng, Huệ Tạng, Trung Chánh rồi đó, chú nào cũng sa di trên 5 năm. Tại vì sao? Tại vì thọ sa di năm 12-13 tuổi, phải đủ 20 tuổi mới được thọ. Thầy nói chú Trung Chánh chú thọ sa di năm chú 13 tuổi, thầy nói ra tới năm 20 tuổi chú mới được thọ giới. Nhưng mà năm ngoái đáng lý được thọ, cái dịch tới cái trễ 1 năm. Thí dụ vậy. Thì thứ nhất là nói về tuổi, thì cái vị mà muốn thọ giới đó để chi? Để đầy đủ pháp tắc của một vị xuất gia. Khi nào thọ tỳ kheo ni mới được dự vào hàng tăng bảo,
còn mới xuất gia chưa được dự vào hàng tăng bảo. Và khi đi an cư hàng năm không có tính tuổi đạo, chỉ là dự an cư để học thôi. Còn khi nào mình là tỳ kheo, tỳ kheo ni đi an cư mới tính một tuổi đạo, và cứ như thế mà đếm lên. Chứ còn thí dụ mình làm sa di thì có đi an cư thì học, và học học thôi, đi tới để mình phụ mình học chứ còn chưa chính thức. Cho nên Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo thì Tăng bảo phải là tỳ kheo, tỳ kheo ni, chứ không phải là các vị sa di. Mình giữ vào cái hàng ngũ đó chứ chưa chính thức. Ngày xưa các vị tổ chức giới đàn, và trong Phật giáo á, là khi mình tổ chức giới đàn như vậy á, thì cái đàn giới đó phải đủ 10 thầy, chúng ta thường gọi là thập sư. Thì trong hàng thập sư này chia làm hai phần. Phần đầu á, là ba vị lớn nhất gọi là tam sư, ba vị làm chứng gọi là thất chứng. Ngoài ra còn rất nhiều những vị khác trong giới đàn, như là dẫn thỉnh, giám đàn, tuyên luật sư, vân vân. Nếu mà làm một cái danh sách là các vị ở trong đại giới đàn đó nhiều lắm, nhưng mà căn bản chúng ta cần bốn vị, ít nhất cần ba ban: tam sư, thất chứng và dẫn thỉnh sư hay là điển lễ. Còn ngồi hai bên tả giám đàn, hữu giám đàn, rồi đủ thứ hết, cả một cái thành phần như vậy chúng ta gọi là ban kiến đàn. Chữ kiến là gì? Là kiến tạo, cái người thành lập ra cái đàn này. Ở bên Trung Hoa đó, nếu mà đi thọ giới là giới tử phải tới nơi thọ giới ở trước một tháng. Tại sao? Tại vì giới tử phải sám hối mỗi ngày và được học hướng dẫn, một tháng sau mới được thọ giới. Còn bên Việt Nam mình thì làm gọn hơn, giới đàn chỉ tổ chức trong vòng 3 ngày. Thì trong cái đại giới đàn á, tại sao gọi là đại giới đàn? Và khi nào gọi là giới đàn? Nếu như cái giới đàn đó chỉ có truyền sa di, thức xoa mana, tức là các ni cô mà mới tu đó, thọ sa di 2 năm rồi trước khi thọ tỳ kheo ni phải thọ thức xoa mana, rồi mới được thọ tỳ kheo ni. Tức là bên ni là phải thêm một giới phẩm thức xoa mana. Còn sa bên tăng thì khỏi, sa di thì tỳ kheo, không cần thọ thức xoa mana. Nhưng bên nữ thì khác, nữ là phải thọ sa di ni, sau đó thọ thức xoa mana, rồi mới thọ tỳ kheo ni. Thì khi nào mà cái giới đàn đó không có đàn truyền tỳ kheo thì chỉ gọi là giới đàn. Còn khi nào có truyền tỳ kheo, tỳ kheo ni, cái đó mới được gọi là đại giới đàn. Cho nên khi nào mình đi ngang chùa nào á, mình thấy ta để chữ đại giới đàn là mình biết à, ở đây sắp sửa có một đàn truyền giới, trong đó có sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo ni, đủ hết Bồ Tát giới, đại giới đàn. Đại giới đàn còn có một cái tên gọi khác là tuyển Phật trường. Tuyển Phật trường là gì? Là trường tuyển người làm Phật. Tuyển à, chứ không phải ai muốn vô đâu, phải tuyển. Và tuyển như thế nào? Cho nên phải có hỏi han, vấn nạn. Thí dụ hỏi: sư chú có mắc nợ ai không? Nói dạ con còn thiếu 5 cái credit card. Sư chú có được cha mẹ đồng ý cho đi tu không? Nói dạ con lén. Thí dụ vậy. Cho nên hỏi những câu hỏi đó, mà nếu mình vướng vào những cái nạn đó thì không, chưa được. Thì đại giới đàn là đàn truyền giới, có sa di, có tỳ kheo đầy đủ, thường thường còn được gọi là tam đàn đại giới. Nếu mà chữ Hán ta viết tam đàn đại giới. Và ngày xưa người ta chỉ gọi là chúc thánh đại, chúc thọ đại giới đàn, tức là cái đàn này truyền cho các vị thầy, các mà làm cho Phật Pháp được nối dài, mạng mạch của đạo Phật được tiếp nối, cho nên là chúc thọ, không có đặt tên gì hết á. Nhưng mà sau này Phật giáo Việt Nam nghĩ rằng nên lấy tên của chư tôn đức đặt cho mỗi giới đàn để chi? Để giới tử nhớ
cái vị tôn đức đó mà học hạnh, và cũng để tán dương công đức hy sinh của vị chư vị tôn đức trong Phật giáo. Cho nên chỉ có Phật giáo Việt Nam mới lấy hiệu của các vị tôn đức đặt cho mỗi cái giới đàn là mỗi cái tên. Các truyền thống Trung Hoa, Nhật Bản không có. Thí dụ như mình thấy Đại Giới Đàn Trí Tịnh, đó là lấy hiệu của Hòa Thượng Trí Tịnh đặt cho giới đàn đó. Tại vì vị Hòa Thượng đó viên tịch rồi, thì muốn nhắc lại cái công hạnh của vị Hòa Thượng đã hy sinh cho Phật giáo nước nhà, cho nên lấy tôn hiệu của một vị Hòa Thượng đặt cho cái Đại Giới Đàn. Giờ khi nào quý vị thấy chữ Đại Giới Đàn là biết là truyền giới, trong đó có tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi, ba vị thầy đó là gì? Đó là Hòa Thượng Đàn Đầu, Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thọ. Hòa Thượng Đàn Đầu là Hòa Thượng ngồi giữa. Hòa Thượng đó là cái người truyền giới cho giới tử. Các vị thầy mà truyền giới thì gọi là giới sư, còn các vị mà đi thọ giới thì gọi là giới tử. Giống như ngày hôm qua đó, 30 vị thọ 5 giới đó, thì các vị ngày hôm qua là giới tử, còn cái vị thầy mà truyền giới cho mình gọi là giới sư. Cho nên đó, giới sư có 10 vị. Người đầu tiên là Hòa Thượng. Thì bên nữ cũng có một vị thỉnh một vị ni trưởng lớn tuổi đạo hạnh để làm lễ truyền giới cho nữ, thì chúng ta gọi là Hòa Thượng Ni. Bên này là Hòa Thượng, bên kia là Hòa Thượng Ni, và cũng là Đàn Đầu Hòa Thượng luôn. Và cái vị Hòa Thượng đó phải bao nhiêu tuổi hạ? Phải 12 tuổi hạ trở lên mới đủ tư cách làm vị Hòa Thượng truyền giới. Và khi nào mà cái giới đàn đó tổ chức ở trong một cái hội trường thì gọi là Đường Đầu Hòa Thượng. Còn nếu lập một cái đài cho Hòa Thượng ngồi thì gọi là Đàn Đầu Hòa Thượng. Và hai cái chữ nó cũng khác, có khi gọi là Đường Đầu, có khi là Đàn Đầu. Cái vị Hòa Thượng thứ nhì mà quan trọng thứ nhì gọi là Yết Ma. Chữ Yết Ma là gì? Là sự việc phải thực hiện. Thực hiện cái gì? Thực hiện hành chánh, thủ tục, thông qua mọi cái thủ tục để hợp pháp cho cái vị giới tử đó được thọ giới. Ví dụ vị Hòa Thượng đó phải nêu lên vấn đề: hôm nay đại chúng tập hợp để làm gì? Và ngày hôm nay thực hiện Yết Ma, họp hội lại để mà truyền giới, và nói rằng vị giới tử này thanh tịnh, không có chướng ngại. Nếu các vị trong hội đồng thập sư đây, 10 thầy đây, xét thấy rằng vị giới tử này có thể thọ giới thì xin im lặng. Nếu ai có vấn đề gì thì xin nói lên, hỏi 3 lần. Một lần trình bạch, 3 lần hỏi. Và sau khi 3 lần hỏi mà không ai có ý kiến gì hết thì cái lễ truyền giới đó hợp pháp. Cho nên vị Hòa Thượng Yết Ma cũng quan trọng lắm, tại vì đó là người đưa ra mọi cái thủ tục hành chánh để thông qua. Và đồng thời phải hỏi tác bạch như thế có thành không? Đại chúng tất cả phải chắp tay đáp thành, thì cái đàn giới đó mới thành tựu, giới tử đó mới đắc giới. Tức là gì? Thọ giới chính thức, không có thọ chui. Chính thức là qua một cái hội đồng như vậy. Cho nên các vị tỳ kheo mà thọ giới như vậy có khi gọi là bạch tứ Yết Ma tỳ kheo, chứ không phải đi mua vải tự quấn. Ra chợ mua cái y tự cạo đầu tự quấn thì gọi là tự xưng tỳ kheo. Rồi có cái hình tướng giống tỳ kheo mà không biết gì hết, gọi là tương tự tỳ kheo. Tỳ kheo có 8 hạng. Mà nếu mà các vị đi vào giới đàn thọ giới được tam sư thất chứng, làm lễ Yết Ma đàng hoàng thì gọi là bạch tứ Yết Ma tỳ kheo, thì theo này hợp pháp. Còn bây giờ y bán ngoài đời, ngoài chợ nhiều lắm đó. Rồi cái mình tự cạo đầu rồi tự mua về, cái đó gọi là tự xưng tỳ kheo. Hoặc là nhìn thấy cũng đạo mạo, cũng phương phi lắm, thì gọi là gì? Tương tự tỳ kheo, chứ không phải là tỳ kheo chính nghĩa. Vị Hòa Thượng thứ ba quan trọng đó là Hòa Thượng Giáo Thọ. Hòa Thượng Giáo Thọ là gì? Là vị thầy dạy dỗ cho cái vị giới tử đó oai nghi phép tắc. Ví dụ như hỏi hướng dẫn cho cái vị giới tử đó cái cách đáp trả lời,
rồi cái cách đi đứng lễ bái vân vân, vị hòa thượng giáo thọ có trách nhiệm phải hướng dẫn các vị đó. Chút xíu nữa tôi dẫn quý vị vô, quý vị phải nghe lời tôi nói như thế này, thì cái vị hòa thượng đó là hòa thượng giáo thọ. Cho nên làm việc là 7-3 vị ngồi trên làm việc, còn 7 vị ngồi đó là làm chứng thôi, tôn chứng. Thì cái giới đại giới đàn đầy đủ các thầy truyền giới là 10 thầy, gọi là tam sư thất chứng. Còn nếu như trường hợp vì hoàn cảnh chiến tranh hay là sống ở nơi biên địa không thỉnh đủ chư tăng, thì cái đàn tỳ kheo đó gọi là phương trưởng, tức là truyền đỡ đó, thì có 4 vị được rồi. 3 vị làm hòa thượng đàn đầu, hòa thượng yết ma, hòa thượng giáo thọ, và 1 vị đại diện cho 7 vị tôn chứng. Cái đó gọi là phương trưởng. Tạm vì hoàn cảnh chiến tranh hay là sống ở cái nơi vùng hẻo lánh, biên giới, chiến tranh hay là do dịch bệnh, thí dụ bây giờ một cái hoàn cảnh dịch bệnh không ai đi tới đi lui gì được hết, thì ở trong chùa có bao nhiêu vị tổ chức bao nhiêu vị đó thỉnh, thì gọi là đàn phương trượng, chứ không phải là một đại giới đàn chính nghĩa. Thì khi mà mình thọ giới như vậy đó, tùy theo cái tổ chức lớn nhỏ, quy mô như thế nào đó tùy, nhưng mà cái căn bản vẫn là tam sư thất chứng. Và cuối cùng Pháp Hòa chỉ muốn nói 3 điều quan trọng giới đàn phải có. Nếu 3 cái điều này không đầy đủ thì coi như giới đàn chỉ có tổ chức nhưng mà chưa có đúng cái ý nghĩa và chưa trọn vẹn của nó. Thứ nhất, giới sư phải thanh tịnh. Tức là khi thỉnh các vị hòa thượng truyền giới thì các vị đó là những bậc chân tu đạo đức, gọi là giới sư thanh tịnh. Điều thứ hai, đó là phần các thầy phải không? Phần giới tử thì giới tử phải chí thành, nghĩa là giới tử phải thật tâm cầu giới. Còn giới tử mang trong lòng, kỳ này tôi thọ tỳ kheo về để cho mấy người biết tôi nghe, ỷ tôi làm sa di ăn hiếp tôi biết, tôi làm tỳ kheo rồi về rồi tôi quạt hết. Cái đó đâu phải thọ giới phải không? Đó thọ gì? Thọ danh. Tâm không thành, tâm không thành thì do dù có đáp, hòa thượng hỏi đó là giới thứ nhất có giữ được không, dạ giữ được, cũng không thành, để mình đâu có chí thành cầu giới. Còn nếu mình chí thành mình cầu giới là con duyên may nay được thọ trì, con được làm một người xuất gia, con được đầy đủ những phương tiện, thầy tổ con tin tưởng con, dẫn con, gửi con tới đại giới đàn thọ giới, phải chí thành thọ giới. Giới sư thanh tịnh, giới tử phải chí thành cầu giới. Điều thứ ba, giới đàn phải trang nghiêm. Cho nên trong khi giới đàn, Phật tử mà đến tham dự giới đàn phải trang nghiêm thanh tịnh. Và các vị giới sư tăng ni mà đi trong hàng ngũ đó không có được cầm cái phone móc bấm. Nhiều khi quý vị có thỉnh thoảng quý vị thấy những cái hình ảnh không có đẹp. Mình là người đi đang đi trang nghiêm vậy nè, chuông trống thỉnh rồi người ta cầm khay, cầm hoa rồi nhang hương gì thỉnh, mà giới sư cứ móc điện thoại ra quay rồi chụp, rồi có nhìn khi selfie một cái. Giới sư không có, giới đàn không có trang nghiêm. Cho nên 3 điều kiện đó phải có thì giới đàn mới thành tựu. Giới đàn vừa rồi thường thường bên làng Mai tổ chức không có rườm rà, không có rườm rà trống kèn gì hết á, đơn giản lắm nhưng mà rất thanh tịnh. Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành, giới đàn rất trang nghiêm, đó là 3 điều tiên quyết phải có. Thì như vậy cái giới tử mà nhận giới như vậy gọi là đắc giới. Còn nếu mà trong khi mình thọ giới hay là mình quy y đó mà mình bật khóc, đắc giới dữ nữa. Tại sao biết không? Cảm xúc. Con không ngờ cuộc đời con hôm nay con được xuất gia theo Phật, được làm một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Phật.
Cho nên nếu mà mình đi tu, mình thọ giới, mình bật khóc đó, hay là mình đang ngồi tụng kinh mà mình bật khóc đó, đừng có nghĩ ông ứng bà hành gì, mà cái lời kinh nó thi thiết đối với mình quá, cái lời kinh nó tác động vào tâm của mình quá, khóc. Mình khóc là tại vì cái lời kinh làm cho mình cảm xúc. Nhất là tụng mấy cái văn sám hối á, tụng văn sám hối hay khóc là tại vì cái lời nó quá chí, quá đúng. Cho nên hôm nay nhân cái dịp vừa dự đại giới đàn về, rồi các Phật tử cũng phát tâm cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn hộ trì, thì các Phật tử mà đến vậy là gọi là gì? Hộ đàn. Các vị Phật tử mà tới cúng dường là hộ đàn. Cho nên trong một cái giới đàn mà tổ chức, mà nếu mà giới tử mà thiệt đông mà quy mô đó, nhiều ban lắm. Mà ngày xưa là truyền giới đó, là theo cái phong cách cũ của đúng cái theo cái truyền thống của mình đó, là một đàn truyền như vậy có ba thầy thôi. Ví dụ bây giờ giới tử có 500 người thì một lần vô là ba người thôi, chứ không vô hết. Bầu ba người rồi thập sư phải làm yết ma truyền giới, xong rồi đi ra là ba người khác vô. Mà cứ như vậy chia ba cho tới hết 500 giới tử thôi. Cho nên thường thường mà truyền giới là phải truyền từ sáng sớm, 4-5 giờ là truyền tới chiều tối mới xong. Rồi sau khi mà các vị thọ tỳ kheo ni rồi, thì theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, các vị còn thọ thêm một giới nữa, đó là Bồ Tát giới. Đó là Bồ Tát xuất gia giới. Và khi thọ Bồ Tát như vậy đó, thì thỉnh thoảng các vị sẽ thấy các thầy đốt mấy cái liều ở trên cái đầu á, là khi nào thọ Bồ Tát giới mới đốt. Là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, cái đó là do Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Hoa đề xướng, chứ nó không có nằm ở trong cái truyền thống của Đức Phật. Nguyên thủy thời Đức Phật không có cái vụ đốt ở trên đầu. Cái vụ đốt này là do các vị tổ Trung Hoa đề xướng, vì các ngài dựa theo kinh Pháp Hoa, Dược Vương Bồ Tát á, đốt cánh tay cúng dường đó. Cho nên theo tinh thần kinh Pháp Hoa là đốt thân, đốt tay cúng dường. Cho nên sau này các vị cũng đề xướng là mình đốt cái liều trên này để cúng dường cho Phật. Và còn cái ý nghĩa gì nữa? Đốt như vậy để chi? Để nhắc nhở. Cục lửa mà thả trên đầu chịu trận như vậy đó. Vậy thì sau này bất cứ những cái chướng nạn gì đến với mình, mình cũng nhớ rằng ngày xưa mình đã để lửa trên đầu để mà nhẫn nại được. Tại cái cách đốt á, là phải vò một cái cục nhang, cái bột nhang nè, vò một cục vậy nè, rồi xong rồi mới đo, lấy cái tay của mình đo, đo xong rồi lấy cái mực á, chấm. Mà nếu mình đốt ba cái là người ta phải đo khoảng cách giữa này qua bên này là bao nhiêu, giữa này chứ đâu chấm ẩu dễ xéo xẹo méo xẹo ba nút xấu quắc có vị ba nút, có vị sáu nút, có vị chín nút là phải đo đàng hoàng. Đo xong rồi ta chấm, rồi cái lúc mà tụng, lúc truyền Bồ Tát xong rồi là tụng chú Đại Bi hoặc là tụng chú Lăng Nghiêm, rồi chuông trống Bát Nhã gì đó thỉnh lên, thì bắt đầu các vị mới đốt cái cục bột nhang đó, đốt cho nó đỏ dùng than vậy đó, thả xuống. Thả xuống là bắt đầu, khi thả xuống là lửa nó cháy rần rần, là bắt đầu người nào cũng đỏ mặt hết trơn. Lửa trên đâu mà ba cục vậy đó, mồ hôi mồ kê gì nó chảy. Cho nên phải có các vị hộ đàn cầm khăn ướt lau mặt, rồi có khi nóng quá người ta phải giúp cho mình xoa xung quanh vậy. Rồi phải để làm sao mà cho mai mốt nó khô cái mài đó, nó tróc cái da khô ra, chỗ đó thành thẹo. Không, rồi coi như là, nhưng mà cái đó có bắt buộc không? Không, ai muốn là làm, không muốn thôi. Mà ngày nay bây giờ người ta cũng bắt đầu dần dần cũng không có giữ cái đó nữa. Tại vì cái đó là sau này chúng ta đề xướng, chứ nó không phải là cái truyền thống gì của Phật giáo cả. Chứ các vị cũng đừng có hiểu lầm, ngó thầy nào mấy nút tu cao có nhiều khi mình hiểu lầm vậy đó, mình nghĩ thầy nào mà nhiều nút đó chắc tu dữ lắm
thầy nào cũng có nút nào chắc bù. Thầy kia tới 9 nút. Thì qua cái câu hỏi của quý Phật tử, đại giới đàn là gì? Và làm sao để mình gọi là được đi thọ giới? Không phải là mình đủ tuổi mình được đi đâu, mà mình phải trải qua một kỳ thật khảo hạch. Khảo hạch là gì? Là thi. Thi giáo lý, thi kinh tụng, thi luật giới. Thí dụ như bây giờ người ta vô thi hai thời công phu, Lăng Nghiêm buổi sáng, Di Đà Môn Sơn Thí Thực, bắt đầu khai chuông mở tụng. Đại chúng các giới tử, thí dụ bây giờ các vị là giới tử đó, các vị chắp tay tụng, thì cái thầy mà chấm điểm mình, ông thầy giám khảo đó, ông cầm cái microphone, ông đi vòng vòng vậy nè, và ông thấy người nào ông ưa, ông ưng đưa cái microphone nghe cái miệng cái giới tử đó đó, mà nếu ông nghe cái tiếng giới tử đó tụng là ông này ông thuộc kinh, mà ông đưa mà ông không nghe gì đó, nhái, nó không thuộc kinh. Đứng dậy, kêu giới tử đó đứng dậy, bước ra ngoài. Rớt rồi đó, rớt cái bộ môn đó rồi đó. Rồi qua tới cái phần thi luật giới, Tỳ ni, sa di, quan nghi, cảnh sách, khai chuông mở tụng. Thí dụ như là khai chuông mở tụng, tạo giác, thùy miên, thủy ngộ, đương nguyện, chúng sanh, nhất thiết, trí giác, châu cô, thập phương, minh chung, nguyện thử, chung thinh, siêu pháp giới, tụng răng lên hết vậy đó. Rồi cái ông cầm cái microphone đi vòng vòng vòng, giống ưng người nào cũng chìa vô cái microphone, không nghe gì hết trơn. Đứng dậy, ông không thuộc kinh, ông không thuộc luật giới. Rồi đi qua cái phần thi giáo lý, có khoảng 100 câu hỏi giáo lý căn bản á. Ví dụ ta hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài thành đạo xong, bài pháp đầu tiên ngài giảng là gì? Ghi xuống. Dạ con không biết. Bài pháp đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài thành đạo là Tứ Diệu Đế. Thí dụ vậy đó. Ngài ngồi dưới cây gì mà thành đạo? Dạ dưới cây sầu riêng. Người dân sửa cho thái tử khi thái tử tu khổ hạnh bị xỉu tên gì? Dạ Mục Kiền Liên. Đó, ví dụ trả lời không biết vậy. Ta đặt 100 câu hỏi cho mình, và thậm chí người ta có chừa những khoảng trống. Hãy điền vào chỗ trống sau cái đoạn này. Ví dụ người ta để nè, người ta để một cái câu trong cái Quy Sơn Cảnh Sách. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, chấm chấm chấm, hãy điền tiếp vô. Thì nếu mình thuộc, mình sẽ điền đúng đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ gì đó. Còn nếu mình để trống là mình không biết, thì người ta cộng hết các cái điểm lại, điểm giáo lý, điểm luật giới, điểm công phu gì đó, ta cộng lại dưới điểm trung bình, thì mình sẽ được mời về, không được thọ giới. Và thường thường trong một đại giới đàn á, dù có 1000 giới tử, 500 giới tử, thế nào cũng sẽ có vài chục người xách giỏ ra về vì không biết, không có đậu, không có đủ điểm. Như vậy để làm gì? Để biết rằng mình muốn trở thành một vị tỳ kheo không phải đơn giản. Không phải chỉ để trở thành một người thầy, để được người ta gọi là thầy, gọi là đại đức. Còn nếu như tự mình thấy rằng mình được cái duyên phước thọ giới, thì khi trở về chùa cũng phải hạ thủ công phu lo mà học giới luật. Tại vì giới luật sa di cũng học 5 năm, giới luật tỳ kheo cũng phải học 5 năm. Cho nên một vị thầy mà trọn vẹn biết được cái điều cơ bản đó phải 10 năm. Chứ đâu phải đơn giản, đâu phải bình thường. Còn ví dụ bây giờ là mình cũng đi thọ giới như ai, cũng tu như ai vậy, nhưng mà không biết gì hết, thì cái đó chỉ là tương tự tỳ kheo thôi. Chứ còn thực chất, cái chất của một vị tỳ kheo đúng nghĩa, ngay cả chữ tỳ kheo hỏi có mấy nghĩa mà trả lời không xong là làm sao. Và thậm chí người ta vô ta hỏi sa di có mấy bậc, sa di có mấy nghĩa,
Và có mấy bậc sa di cũng không biết. Sa di mà còn không rành thì làm sao mình làm việc của một vị tỳ kheo? Cho nên cái lời quở là gì? Bổn nghiệp sa di chưa rồi mà lại muốn trở thành một vị tỳ kheo, không được. Cho nên thưa đại chúng, và nói như vậy để quý vị cũng biết rằng ở trong Phật pháp, các thầy các sư cô đi tu cũng phải học dữ lắm, chứ không phải làm cái gì. Còn bổn phận của các vị tăng đó, vị ni đó, phải tự mình nỗ lực công phu tu tập học hỏi. Chứ còn nếu như mình thả trôi, mình nghĩ là tôi đi dự giới đàn xong rồi đó, rồi về là bây giờ tôi đại đức đó, rồi 20 năm sau cái đủ tuổi cái người ta kêu tôi là thượng tọa đó, thí dụ vậy. Hay là 40 tuổi đạo, 40 năm thọ tỳ kheo, 60 tuổi đời gọi là hòa thượng đó, thì người ta có gọi gì đi nữa, nhưng mà tự mình phải biết mình biết được gì ở trong cái pháp mà mình thọ. Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản, mình mở nhà hàng mà không biết gì về chuyện trong nhà hàng hết làm sao được, phải không? Thí dụ như giờ mà căn bản là dọn ra phở thì phở phải có gì? Giá, ngò gai, tương ăn phở, tương ớt, thí dụ vậy đi. Còn hãy dọn bún Huế thì phải cái gì? Dọn bún riêu là phải gì đó. Cái chuyện căn bản mình ăn gì, dọn món gì phải biết nấy. Mình mở tiệm hoa phải biết cắm hoa, mình mở tiệm may vá phải biết may vá, mình mở nhà hàng phải biết chuyện của nhà hàng, mình làm thầy tu phải biết chuyện của thầy tu. Cho nên nếu mình không biết gì hết thì mình chỉ ở trong chùa thì gọi là thầy chùa. Còn nếu mình biết được kinh luật lượng để mình hạ thủ, mình tu tập, gọi là thầy tu. Thí dụ vậy đi. Cho nên Pháp Hòa nói để cho các vị không có khởi tâm thầy đó không biết gì hết. Nhưng mà nếu thầy kia mà được cái đặc ân thọ giới thì tự mình phải lo mà tu tập học hỏi, để không cô phụ tấm lòng của thầy của mình đối với mình, là nâng đỡ cho mình trên đường tu học. Nhiều khi thầy mình cũng nâng đỡ mình, cũng muốn cho mình được cái sự mà gọi là khích lệ. Chứ còn ví dụ như mình tu hoài tu quỷ mà ở chỗ à, gọi là gì? Nhất niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước cũng không dời, thì nó uổng đi. Cho nên các vị cũng khuyến tấn mình, thì mình được như vậy thì phải tự sanh tâm tàm quý hổ thẹn, và phải biết rằng cần phải nỗ lực tinh tấn để không cô phụ, thứ nhất chí nguyện xuất gia của mình, thứ hai là thầy bạn huynh đệ nâng đỡ cho mình, kế đến là gì? Đàn na tín thí, những người đã hộ trì cho mình trong suốt thời gian qua, trong những năm tháng mình ở chùa mình tu. Cho nên á, thưa đại chúng, là ngày nào cũng vậy, mà mỗi lần ăn cái gì, mặc cái gì, cầm bất cứ một vật dụng gì, trong lòng Pháp Hòa đều khởi cái niệm đây là ơn của đàn na tín thí. Bản thân mình không có gì hết, ngày nay mình có ăn, có mặc, có chỗ ở, vân vân, Phật tử không thương, không cho, lấy gì mình có. Cho nên tất cả đều là cái ơn của Phật tử. Mà nhận cái ơn đó thì mình phải sống như thế nào và phải làm gì để đền đáp. Cho nên hồi nãy mình có câu á, không? Đền đáp 4 ơn trong 3 cõi. Đó là cái chí nguyện của mình. Thôi thì hôm nay lẽ ra học kinh Pháp Cú, nhưng mà thứ nhất là vừa qua chùa đi dự giới đàn, và quý Phật tử cũng ngồi đây cũng có một số các vị lúc đó cúng dường cho đại giới đàn, và quý vị cũng thường nghe các thầy đi thọ giới, cũng thắc mắc trong Phật giáo mình các thầy làm sao để gọi là, có nhiều vị hỏi tu làm sao để được thăng chức, ta đâu biết dùng cái từ làm sao đâu. Có nhiều vị hỏi vậy, tại vì cũng nghĩ là mình tu mình phải có chức gì thăng chứ, ở chừng nào thầy lên chức thượng tọa. Đây các vị không tu mà cũng lên thượng tọa ngồi hết trơn nè. Cho nên thưa đại chúng, là theo cái căn bản của Phật giáo Việt Nam quy định, một vị tỳ kheo mới thọ giới trong vòng 20 năm vị đó được gọi là đại đức. Rồi khi nào vị đó ít nhất tuổi đời phải 40 và tuổi đạo cũng phải 20 năm an cư, tuổi đạo đó ít nhất phải 20 năm và tuổi đời phải 40 thì gọi là thượng tọa.
Rồi nếu vị đó có 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng. Đó là mình nói theo cái sự mà sắp xếp của Phật giáo Việt Nam thôi, chứ còn tu rồi không có màng cái chuyện đó. Cái đó không phải là cái mục đích của người tu. Chẳng qua các vị gọi như vậy để làm gì? Để người sao biết phân biệt thứ lớp mà tôn kính sanh phước thế thôi. Chứ không có phải tôi ráng tu còn năm nữa tôi lên thượng tọa đó. Lên càng sớm, lên trên kia cũng nhanh lắm. Lên bàn cũng nhanh lắm. Cho nên tu hành không phải đặt cái chuyện đó. Chẳng qua là sau này Phật giáo trở thành mình lập một giáo hội, một cái hệ thống, thì chúng ta phải có quy định những cái giới phẩm, những cái chức danh. Chứ còn thật sự mà nói, chỉ cần làm một người thôi, đó là vị tỳ kheo. Cho nên quý vị thấy không, dù vị đó là hòa thượng nhưng mà đứng trước chư tăng còn tỳ kheo gì đó, chứ không có xưng tôi là hòa thượng gì, tôi là thượng tọa gì hết. Thế mới hiểu rằng tỳ kheo mới đúng là của mình, còn những chức kia chỉ là tạm mượn để trong vấn đề hành chánh xã hội, chứ nó không phải là cái chuyện thực tế của đạo Phật. Chỉ một vị tỳ kheo thôi. Cho nên ký tên các vị, để nhìn các thầy trụ trì ký tên dưới, gửi cái tổ chức lễ thông báo gì dưới để tỳ kheo gì đó. Còn vị nào khiêm cung hơn nữa, sa môn. Sa môn là gì? Tôi là một thầy tu thôi, không dám, chưa dám gọi mình là tỳ kheo nữa, vì nhiều khi mình cũng thấy mình chưa đủ. Chữ sa môn là danh từ chỉ cho một người tu vậy thôi. Còn tỳ kheo là phải 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Nhưng mà rồi căn bản cũng là 10 giới căn bản: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không rượu chè cờ bạc, không đeo trang, không gì trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát, không nằm ngồi giường cao rộng lớn, không ăn phi thời ăn mặn, không có cầm giữ chất chứa tài sản tiền của. Vậy thôi, trừ khi nào mình giữ cái đó cho chung. Tu học thì nó cũng là 10 cái giới đó căn bản, còn chi tiết có 250 giới hay là 348 giới. Thôi Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng một chút thôi về vấn đề giới đàn, chứ còn nếu mà chi tiết thì cả buổi cả ngày, chứ không phải chỉ có một vài câu như vậy. Mong đại chúng hoan hỷ biết sơ qua cái quá trình trong một đại giới đàn cũng như các thầy tu tập. Chúc đại chúng an lạc. Nếu mà cái nghiệp nó đến rồi á thì cách nào cũng chết. Và Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú này: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Thì Đức Phật nói cái nhân quả là ông Nan Đà này đời trước cũng đã từng giết cái người đó, hay là ngay cái đời này mình cũng gieo thù chuốc oán gì với ai, cho nên người ta mới tìm cách người ta hại mình. Và tất cả những cái nghiệp xấu đó nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt từ cái nguồn tâm mình hướng xấu. Cho nên ngày nay cái quả gì mà chúng ta hưởng đó, thì thay vì mình vội trách ai đó thì phải nhớ quay lại nhìn, do cái tâm mình hướng tà. Mà Đức Phật mới nói á, cho dù kẻ thù hại kẻ thù cũng không nguy hiểm bằng cái tâm nó hướng tà. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có ghét mình, ta giết cái xong rồi, một đời thôi. Nhưng mà cái tâm mà hướng về cái nẻo xấu, hướng về cái điều sai quấy đó, nó hại mình, hại thân nhân mình, hại bà con quyến thuộc, rồi ở tương lai nữa, mình chết thì xong rồi. Nhưng mà nếu mình hướng về một cái điều gì sai lầm, đâu phải mình khổ không đâu, thấy không? Người thân mình khổ à, rồi biết bao nhiêu những người, những cái hệ lụy. Có một cái bài kinh gọi là bốn điều không tránh khỏi. Thì một hôm Đức Phật ngồi thiền, thì Đức Phật mới trong cái thiền định tĩnh lặng đó, thì Ngài mới nghe được bốn ông tiên nói chuyện.
Thì tiên thì thường thường là có thần thông, biết bay, biết nhảy vậy đó. Thì bố ông tiên nè, ông mới nói, ông mới ngồi bàn với nhau, nói thí dụ như một ngày nào đó tử thần tới với mình đó, rồi mình làm sao? Thì ông tiên thứ nhất nói tôi không lo, tại vì tôi có thần thông. Thì tôi làm cái gì? Tôi có thể bay đi, tôi bay đi khắp trong hư không này thì tử thần nó rượt không kịp. Rồi ông thứ hai mới nói tôi cũng không lo, tại vì tôi có thể chạy vô chỗ đông, tôi lẫn ở trong đám đông thì tử thần nó kiếm không ra tôi. Ông thứ ba mới nói tôi cũng không lo, tại vì tôi có thần thông, tôi lặn dưới biển nó cũng không kiếm được tôi. Ông thứ tư mới nói tôi cũng không lo, tại vì tôi chui vào trong núi nó cũng không kiếm được tôi. Thì bốn ông tiên ông bàn vậy đó. Nhưng mà không ngờ mấy ông nói xong rồi thì tử thần nó tới, bốn ông rụng càng, rớt thần thông chết hết. Thì ở đây một câu chuyện chỉ để nói gì, tiên hay là không tiên gì cũng vậy, một khi cái vô thường nó đến, cái sự chết nó đến thì không ai tránh được. Cho nên kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà. Tức là cứ nói cái nguy hiểm nhất là cái tâm của mình, tại vì cái tâm mình nó mới dẫn mình đi vào cái con đường sai quấy. Rồi cái tâm hướng tà đó, vì vậy cho nên khi mình tu tập á, mình tu cái gì? Mình tu cái tâm. Bây giờ quý vị thấy nè, mình để hình Phật lên mình thờ nè, rồi mình tụng kinh nè, mình thọ giới nè, mình ăn chay nè, tất cả những cái đó nó không ngoài nó giúp cho cái tâm mình nó thuần. Tại vì khi cái tâm mình mà nó thuần á, là được gì? Nó gạn lọc. Thường thường người ta làm vàng á, là vàng đãi từ đâu? Đãi từ bụi, đãi từ cát. Mà khi mà từ cái cát bụi đó, từ cái tạp dơ đó mà chúng ta gạn ra được vàng, và một khi nó thành vàng rồi thì nó làm sao? Nó không có thay đổi chất, phải không? Cho nên gọi là thuần. Cát bụi rác đó, cái đó đó có thể lọc lại thành vàng, một khi nó thành vàng rồi thì nó không trở về cát bụi nữa. Thì ở đây đưa một cái ví dụ giống như tâm của mình vậy đó. Tâm mình chưa thuần thì mình gạn lọc, mà một khi tâm mình thuần rồi thì vững chãi, không có cái gì mà có thể làm cho mình lung lay được. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái câu kinh Pháp Cú này, và cái câu Pháp Cú thứ kế đến: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Nó hơi ngược lại với câu trước, nghĩa là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, nhưng mà cái đó nó cũng không có nguy hiểm bằng cái tâm hướng tà. Rồi ngược lại câu này nói rằng cha mẹ bà con, cha mẹ không thể làm gì cho được mình, chỉ trừ khi nào tâm mình hướng thiện. Ví dụ bây giờ mình làm một cái điều gì đó, cha mẹ có thương cũng không làm gì được, cứu gỡ được. Như là mình bệnh, mình chết, có tiền đó, nhưng mà nhiều khi có tiền mà không mua được thuốc, có được cái sự có tiền mà mình mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mình đâu có mua được thời gian. Rồi mình mua được cái bảo hiểm mà đâu mua được sự an toàn. Cho nên chỉ có tâm hướng thượng. Thì tâm hướng thượng là gì? Thứ nhất á, nó có ba việc. Nó có hai việc á. Một á, là cái tâm mình phải hướng về cõi lành. Thứ hai á, là cái tâm mình phải có lập trường chân chánh. Mà khi mình lập trường chân chánh rồi, mình hoan hỷ với cái lập trường đó. Thí dụ như trong cuộc sống này thiếu gì sai lầm mà nó chiêu dụ mình. Nhưng mà thường thường những cái đó mà khi nó chiêu dụ thì nó đâu có bao giờ nó nói nó sai, nó luôn luôn hấp dẫn. Và khi mình rơi vào trong đó rồi thì sau đó mình phải quay cuồng theo nó. Thân tứ đại phải quay cuồng theo vận hội. Giống như mình rớt trong cõi người rồi thì mình phải một cái chu kỳ. Phải qua ví dụ như mình chưa có gia đình thôi, thì mình có một cái vận hội của một người độc thân.
mình lăn lóc trong một người độc thân. Nhưng một khi mình có vợ có chồng cho mình đi vào một cái ngõ ngách khác, cái bắt đầu mình phải vẫn cuộn theo cái sự có vợ có chồng. Rồi không có con thôi, mà hãy có con rồi thì phải làm sao? Mình phải chạy theo cái vận cuồng đó. Cho nên một khi chúng ta rơi vào trong một cái khoảng cuộc sống nào rồi thì đều có phải những cái xoáy đó. Vậy ở trong cái xoáy đó, chúng ta biết định lại và hướng cái tâm mình. Thứ nhất á, đây là 10 pháp mà có thể giúp cho tâm mình hướng thiện nè. Một là bố thí nè, hai là trì giới nè, ba là hành thiền nè, bốn là cung kính bậc trưởng thượng nè, năm là phục vụ nè, tức là phụng sự đó, sáu là mình hồi hướng phước lành nè, bảy là mình hoan hỷ với phước mình có nè, và mình hoan hỷ với phước báo của người khác nè, tám là mình nghe giáo pháp, chín là mình truyền bá giáo pháp, mười là mình làm lớn lên cái chánh kiến của mình. Thì bây giờ á, thứ nhất là bố thí là dễ rồi, quý vị biết rồi, giúp đỡ, chia sẻ. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là hành thiền. Hành thiền là gì? Mỗi ngày mình phải có tu tập. Quý vị có thể thiền bằng một thời kinh, quý vị có thể thiền bằng thời niệm Phật, quý vị có thể thiền bằng lại sám hối, quý vị có thể thiền bằng trì chú. Tại vì khi chúng ta làm cái gì mà chúng ta hết tâm ở trong đó thì nó đưa mình tới cái thiền hết á. Chữ thiền là gì? Là tĩnh lặng. Thí dụ mình niệm Phật mà tâm mình không nghĩ gì hết, mình chỉ biết câu niệm Phật, nghe rõ ràng mình niệm Phật, đó là thiền. Mình ăn trong chánh niệm, ví dụ mình ăn cơm với gia đình mình, tắt cái tivi đi, cất cái điện thoại qua bên đi, đó mình ăn cơm thiền đó. Còn mình ăn cơm mà mình mở tivi rồi mình để cái phone kế bên, nó tinh cái mình ngó một cái, mà trong khi đó người trước mặt mình không ngó. Cho nên ngày xưa tổ ngài Triệu Châu á, có một ông đó, ông tới ông cũng hỏi ngài lung tung lắm. Ngài chỉ trả lời một câu thôi: khi tôi sanh ra tôi có được một cái áo nặng 7 kg. Trời ơi, đâu có cái áo nào mà nặng 7 kg. Hay là có một cái áo mà ngài muốn nói ra là gì? Khi mình sanh ra mình thọ cái thân này, và cái thân này đang trước mặt đây, cái 7 kg mà ngài muốn nói chính là cái áo, là nói cái thân mình đó. Đấy, mình sanh ra là mình có một cái chiếc áo, cái áo mình mặc này là cái che thôi, chứ còn cái thân này là một chiếc áo, mà chiếc áo này nó sẽ dần cũ mục để đi đến cái hoại diệt. Cho nên các vị đây nói bỏ thân như bỏ chiếc áo. Hay là mình có chiếc thân này như một cái xe, đi lâu ngày rồi nó thay đổi, rồi lâu ngày nó hết nhớt, hết xăng, hư hết, thì mình phải bỏ nó. Thì ý một ngày muốn nói là nhận diện cái thân tướng đang trước mặt. Thì ở đây cũng vậy, chữ thiền nghĩa là khi chúng ta làm việc gì, chúng ta có cái ý thức vào cái công việc đó thì là thiền hết. Lại Phật cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, uống nước cũng thiền. Có nhiều khi mình đi chợ về cái mình không đủ thiền á. Đi chợ về cái thức ăn mà tươi á, thì đem vô tủ gỗ, tủ khô cất, mà đồ ăn khô đem vô tủ lạnh cất. Rồi thậm chí quên mở tủ lạnh cất vô đó, hay là mở tủ đông cất vô đó, tới hồi mở ra thiếu gì những cái việc như vậy. Nè, cho nên đó là bố thí, trì giới, hành thiền, cung kính bậc trưởng thượng. Tại vì sao? Tại vì cung kính bậc trưởng thượng nghĩa là tâm mình luôn luôn khởi cái tâm cung kính. Mà hãy có cung kính thì nó, thường chữ cung là gì? Chữ cung là mình khum xuống vậy nè. Chữ kính là sao? Mình quý trọng. Hãy quý trọng là phải cung người. Cho nên là các thầy của tu cũng vậy, nằm như là cái cung vậy đó. Mà hãy ngồi là ngồi thẳng như là cái chuông, đi thì đi như con phụng, đi từng bước, đi thẳng thớm. Người nào mà đi mà chưa có thông dong là mình biết tướng đi đó chưa phải tướng đi của con phụng, tướng đi đó của con cua. Hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Khi đứng là đứng thẳng.
Cho nên cái chữ cung kính trưởng thượng là hễ ai mà mình quý trọng thì tự nhiên nó thể hiện cái sự cung kính. Khiêm cung nó cũng nghĩa là vậy. Mình khiêm nhường và mình cung kính. Mà hễ cái người mà có cái tâm cung kính thì bắt đầu nó khởi từ trong lòng và nó thể hiện qua cái hình tướng. Phục vụ. Phục vụ là một cái hạnh tốt. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ là luôn luôn có cơ hội mình làm. Quý Phật tử mà về chùa công quả đó, mà Phật giáo thì chúng ta sẽ dùng cái từ công quả, còn mình dùng cái từ thông thường là gì? Đi phụng sự. Hồi xưa quý hòa thượng mình ở Việt Nam tổ chức những đoàn Phật tử thành ra những người thanh niên phụng sự xã hội. Nghĩa là mình sống không phải chỉ biết lo cho mình mà mình còn biết lo cho người khác, gọi là đi phụng sự. Mà cái khi mà chúng ta có phụng sự thì chúng ta thấy rằng mình sống mỗi ngày không có lãng phí. Còn trong Phật giáo thì mình dùng cái từ là công quả. Tại sao gọi là công quả? Mình đem hết tất cả những cái công phu tu tập mình thể hiện vào trong mỗi cái việc làm đó để nó đưa đến kết quả. Đi vô chùa mà là rửa chén, rồi quét nhà đó là cả một công phu đó. Tại vì sao? Có thể người ta không có thích cái kiểu mình rửa chén. Mình sắc cái củ này, củ khoai, củ cà rốt này, người ta đổi ý, người ta không muốn kiểu này. Đang sắc vậy cái người khác tới nói tại sao không khắc kiểu kia. Mà mình thể hiện được tất cả cái nhẫn nại của mình, cái khiêm cung của mình, công phu lắm. Cái chữ công đó là cái công phu tu tập từ bi, nhẫn nhục, hỷ xả, bao dung gì đó. Tất cả những cái gì mình học nó thể hiện trong một chữ công đó hết. Mà hễ mà mình thành tựu được cái đó gọi là công đức. Cái gì mình sống mà mình sống thiện đó, cái gọi là công đức. Còn mình chỉ cho người ta bên ngoài thôi, cái đó gọi là phước đức. Ví dụ mình ta đói bụng mình cho cơm ăn, phước thôi. Nhưng mà mình đưa cái hộp cơm người ta cho người làm sao để người ta cảm nhận được cái sự gọi là quý ba quý mến của mình khi đưa cái hộp cơm đó là công đức. Thành thử trong một cái sự việc đưa một hộp cơm mà chúng ta có cả hai phước, một là công đức, hai là phước đức. Một cái ly nước mình rót, một cái việc mình làm, nhiều khi mình chỉ thể hiện cái tướng thôi thì đó nó được có một phần thôi. Cho nên phụng sự đó là một cái điều mà làm. Mà khi mình cái tâm mà thường thường á, mình muốn để tôi giúp, mà khởi cái tâm giúp là cái tâm hướng thượng, cái tâm chân chánh. Cho nên khi mà tâm mà hướng thiện rồi thì tất cả những cái kia nó chuyển hóa hết. Thứ sáu là hồi hướng phước báo, tức là mình có mình chia sẻ với mọi người. Chia sẻ nó cũng có nhiều loại lắm. Chia sẻ chỗ ở, chia sẻ vật thực, chia sẻ pháp lành. Cái gì mình hiểu biết được, mình nghe hay được, mình chia sẻ với người ta. Thứ bảy là hoan hỷ phước báo với người khác. Cái này cũng là cái phước này. Cái phước này gọi là phước tùy hỷ. Có nhiều khi mình không được cái đó, nhưng mà người khác được, đừng có ganh. Mà mình phải tùy hỷ, mình phải vui. Có một cái em đó, sống trong gia đình đó, không có được tình thương của cha mẹ. Thì khi cái em đó về chùa đó, thì các thầy các cô rất là thương. Tại vì biết em này đó, sống trong gia đình và từ cha mẹ cho đến anh chị em thường có những cái thái độ và cái cách sống làm cho em đau khổ lắm. Và em chỉ về chùa mới có được cái niềm vui và có tình thương thôi. Thì em có một cái người bạn đi chùa chung. Và khi thấy bạn mình được các thầy các cô thương để cho bạn mình đỡ tủi thân, đỡ cảm thấy rằng mất niềm tin vào cuộc sống, thì em này rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Và luôn luôn khi thấy các thầy các cô đối tốt với vị đó thì em này vui, vì thấy rằng bạn mình ít nhất cũng tìm được một nơi. Còn mình đầy đủ rồi. Mình cũng được có cha có gia đình thương, mình cũng được về chùa. Có thể nhiều khi thầy cô đó chú tâm cái em khổ kia hơn, quên mình chút cũng không có gì trở ngại. Nếu mình làm được cái đó, cái đó gọi là tùy hỷ với phước của người khác.
Mà quý vị thấy ngồi đây mỗi người mỗi phước à, không ai phước giống nhau. Thậm chí cùng một căn bệnh mà có người khỏe hơn, có người mệt hơn, có người hợp thuốc, có người không hợp thuốc, có người được chăm sóc, có người không được chăm sóc. Cho nên tất cả đều tùy vào cái phước nghiệp của mỗi người. Mình ganh cũng không được gì, mà chẳng qua là nếu mình ganh đó, chẳng được gì mà còn tổn nữa, còn tổn thêm cái thiện lành của mình nữa. À, thứ tám là gì? Nghe giáo pháp. À, mình có nghe thì để làm gì? Nghe để khai mở. Ngày hôm qua Pháp Hòa có truyền năm giới cho một anh Thiên Chúa giáo. Bây giờ là một ngày 2 tiếng đồng hồ nghe pháp. Và vừa càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm, và phone qua khoe với thầy: gia đình con bây giờ đầm ấm hạnh phúc, tại vì bây giờ tất cả đều tu tập. Anh mới kể cái chuyện vui. Anh nói: thầy là cứu tinh của con. Hỏi cứu tinh sao? Bữa nào mà con làm gì sai mà con biết vợ con sẽ hầm hừ với con, cái con canh bà sắp về cái con mở thầy lên giảng. Cái bà về bà nghe thầy giảng, cái bà đi lên lầu luôn, bà không nói gì hết. Cái ta tối cái quề. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói, người mà nghe pháp có 5 cái lợi. Một á, sẽ biết được những điều chưa biết. Đúng không? Có những cái mình không biết, nhờ nghe pháp được biết. Thứ hai là mình sẽ rõ ràng được những điều mình đã biết mà biết chưa có chính xác. Có những cái mình biết à, nhưng mà hình như mơ mơ màng màng, mơ hồ thôi chứ chưa. Điều thứ ba, sạch cái tà kiến, được cái chánh kiến. Thêm hiểu biết, tăng sự hoan hỷ. Có nhiều khi hồi xưa giờ mình làm việc đó mình không biết, nhưng mà bây giờ mình nghe điều đó rồi mình hoan hỷ vô cùng. Cho nên nghe pháp được 5 lợi. Quý vị cứ nhớ là mình nghe pháp cũng giống như là mình ăn thức ăn cho tinh thần vậy đó. Còn mỗi ngày mình ăn cơm, ăn cháo, uống nước rồi đó, là cái đó nó mới có bổ thân thôi. Nhưng mình nghe pháp sẽ bổ tâm. Nếu ai không có thời giờ nghe nhiều thì nghe 30 phút. Rồi mai mai mình lại nghe tiếp. Là mình không có thời gian nghe ở nhà thì mình nghe trên xe, trên đường mình đi làm. Rồi hoặc là mình không có thời gian thì mình nghe trong khi mình làm việc. Được hết á. Thật ra thì mình ngồi nghiêm trang mình nghe thì nó sẽ rót vào nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta hãy lựa cái khoảng trống nào mà có thể làm được. Điều thứ 9 là gì? Là mình truyền bá giáo pháp. Điều thứ 10 là mình làm cho mình có được cái chánh kiến. Ở đời một trong những cái mà mình hạnh phúc và làm cho người khác kính nể mình là vì chúng ta có cái chánh kiến. Tại sao? Vì chúng ta có cái thấy đúng thì chúng ta sẽ hiểu biết đúng và chúng ta sẽ nói những lời đúng. Từ một cái đúng nó dẫn mình đi tới những cái đúng khác. Cho nên không ai có khinh thường mình được, không ai có những cái thái độ khinh suất mình được. Bởi vì sao? Bởi vì mình có được cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Và ba cái đó nó liên kết với nhau. Căn bản nhất, khi có cái thấy đúng đắn thì suy nghĩ sẽ đúng đắn, gọi là chánh tư duy. Và vì thấy đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn cho nên sẽ đưa đến lời nói đúng đắn, gọi là chánh ngữ. Đó là chưa nói tới mình sẽ tạo những cái nghiệp chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Chưa nói là mình siêng năng tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Năm nay mình tụng kinh Dược Sư 49 ngày. Thì mỗi lần, thật ra thì hơn 30 năm nay, năm nào mình cũng tụng Dược Sư 49 ngày, từ mùng 1 Tết đến lễ Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2. Nhưng mà đặc biệt là năm nay á, là tất cả những chương trình tụng kinh của chùa đều đưa lên trên cái livestream cho Phật tử theo dõi. Thì Pháp Hòa nhận rất nhiều thơ, rất nhiều phone của Phật tử ở khắp nơi mà được lợi lạc bởi những cái buổi lễ Phật trì kinh như vậy. Và các vị thấy được một cái sự chuyển hóa rất lớn ở trong đời sống của các vị. Và có vị nói là chưa bao giờ biết Phật Pháp, chưa bao giờ biết tụng kinh, chưa bao giờ biết nghe Pháp. Thậm chí có Phật tử em Minh Tinh đây, biết chùa vậy lâu lâu Tết nhất đồ ghé, nhưng mà chưa bao giờ theo dõi một chương trình tu tập hay tụng niệm gì hết.
Nhưng mà lần này ở tại nhà vẫn có thể theo dõi được, cho nên các vị đã đi theo những chương trình đó và thấy có nhiều cái niềm vui. Và tự nhiên cái vị đó nói bây giờ mình trong khoảng một năm nay, cái sự hiểu biết của mình về cái con đường tu tập của mình, về cái đạo mà mình đang tín ngưỡng mình đi theo, nó rõ hơn ngày xưa nhiều lắm. Hồi xưa mình cũng đạo, mình cũng nói mình đạo Phật vậy, nhưng mà cái đạo Phật nó mơ hồ và cảm giống như mình chỉ nghĩ là ở đây là tôn giáo, mình cúng bái vậy thôi. Nhưng mà bây giờ biết Phật Pháp nhiều hơn, cho nên mình nghe Pháp nó làm cho cái chánh kiến của mình nó tăng trưởng. Thì thưa đại chúng, hai cái bài kệ này thì Đức Phật nói: oan gia hại oan gia, kẻ thù gặp kẻ thù, không bằng tâm hướng tà. Bởi vì tâm hướng tà rất nguy hiểm. Pháp Hòa ví dụ ha, con cái của mình á, kệ nó thà là nó trơn chất, nó đơn thuần, nó khờ khạo vậy đó, thà là vậy đi, còn hơn á mà nó sống nó mưu mô nó giả dối, không thèm. Cho nên là nhiều khi mấy vị nói mấy thầy ở chùa hơi cái kiểu như là lành quá, có qua nói kệ, nó lành hơn là một đứa mà nó sống mà cái đầu của nó mưu mô quá, nó toan tính nhiều quá, không tốt. Tại vì sao? Quý vị để ý coi, hễ người nào mà cái tâm hướng tiền là tối ngày cứ tính toán, đụng chuyện gì cũng nói tiền, cái riết cái người đó, cái tình cảm họ sống với người ta xung quanh đó, ta nói thôi đừng nói chuyện với người đó, người đó đụng chuyện nói tới là tiền bạc đó. Nó tùy cái tâm mình hướng cái gì thì mình nói cái đó, cho nên nguy hiểm. Cái tâm hướng tà, hướng xấu, chữ tà là lệch thôi, chữ tà là nó sai quấy, nó lệch. Thật ra nếu mình hướng về cái gì không hay thì luôn luôn. Bây giờ mình nói một cái đơn giản thôi, ví dụ như một khi mình giận ai là luôn luôn mình cứ hướng về người đó, mà nó khổ vậy đó. Mình thường thường ví dụ như trong đại chúng đây, mình vô đây mình ngồi, mình không có gì với ai hết trơn á, chứ mình ngồi tỉnh bơ à, ai ngồi đâu cũng quản, chẳng quan tâm. Nhưng mà một khi mà cái người mình không ưa rồi mình hay kiếm lắm, ngó vòng vòng coi nó ngồi ở đâu, nó lạ vậy đó. Cho nên cái gì mà nó không thích là mình hay hướng về cái đó, mà chính cái đó nó dẫn dắt mình đi tới khổ. Các vị nào mà bị bệnh cũng vậy, đừng có tối ngày cứ suy nghĩ tới cái bệnh của mình, nó làm cho mình bệnh hơn. Thí dụ mình nói là mình bệnh nan y đi, nhưng bây giờ mình còn đang khỏe được, mình đang làm được gì, vui vẻ mình sống với mỗi ngày như vậy. Người đời ai cũng chết mà, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ, ta đi cầu siêu, ta không cần tụng chú vãng sanh, không cần tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ, tụng cái bài đó đó. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, mỗi khi Pháp Hòa ghi danh sách cầu an cầu siêu vậy, năm nào cũng có chuyển sang nhượng hết á, năm nào cũng có. Cái vị đó nói xin thầy cho con vô gửi người thân vô danh sách cầu an, cái đâu mấy tháng sau, tuần sau, năm sau vậy, xin thầy chuyển qua cầu siêu. Thật ra cái danh sách cầu an á là thay đổi luôn luôn, còn cái danh sách cầu siêu là không có thay đổi. Một khi mình vô danh sách đó rồi là không có thay đổi, còn cái danh sách này thay đổi à. Danh sách cầu an là phải update luôn luôn á, còn danh sách cầu siêu mà chuyển qua rồi là không thay đổi nữa. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa tuần rồi Pháp Hòa kể đó, mình ở cái nhà đó thôi đó nghe, kỳ này là thôi đó nghe, cái nhà này thôi đó nghe, chưa đâu, có tiền tính nữa. Nhà mình ở có thay đổi nghe, có cái lỗm đó nó không có đổi á. Xuống đó rồi là ở đó luôn. Thật ra nhiều khi mình có tư duy, mình quán chiếu,
cái tâm của mình, cái đó là cái sanh diệt. Tại vì sao? Tại vì cái đó là cái thay đổi. Thì có một hôm Đức Phật đi ngang một cái căn phòng của một thầy, thì từ ở trong phòng đó nó bốc một cái mùi hôi từ trong phòng ra. Thì Đức Phật đi vào thì Đức Phật phát hiện rằng có một thầy đang nằm ở trên giường bệnh, và thân thể thầy hôi dơ mà không ai chăm sóc rửa ráy. Thì Đức Phật mới hỏi rằng khi thầy bệnh, thầy bệnh bao lâu rồi? Nói dạ con bệnh cũng mấy tháng rồi. Có ai chăm sóc thầy không? Nói dạ cũng có sơ sơ, mà giờ ai cũng mòn mỏi. Tại vì cái bệnh thầy là bệnh máu mủ từ trong cơ thể thầy nó đi ra, thịt chân thầy có những cái chỗ nó lở, nó thúi lên, giờ ai cũng gớm nhòm, không ai dám tới chăm sóc. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ khi mà thầy còn khỏe đó, thầy có thường chăm sóc ai không? Nhưng khi người ta bệnh, nói dạ nói thật với Đức Thế Tôn chứ hồi nào giờ con mấy huynh đệ sống chung phòng con, bệnh bệnh chứ con không có quan tâm. Thì Đức Phật nói thì cái nhân vậy đó, cho nên giờ cái quả nằm đây nè. Cái nhân mình sống mình không biết quan tâm đến ai, rồi bây giờ thì khi mình bệnh cũng chẳng ai quan tâm tới mình. Có một anh Phật tử, anh đi dự một cái lễ của một vị thầy này, nhận cái lễ trụ trì. Thì anh mới nói trời ơi, thầy này không có bình thường, không có famous, không có gì hết, mà sau cái lễ của thầy lớn quá chừng luôn, ai cũng tới dự hết. Thì hỏi ra mới biết là bình thường khi thầy còn trẻ, thầy còn là một chú tiểu đó, cho tới bây giờ bất cứ chùa nào ở trong cái vùng đó mà cần thầy là thầy tới, thầy giúp hết mình, mà thầy không bao giờ thầy tính thầy kể, mà thậm chí cúng dường thầy cũng lấy. Cho nên ngày nay thầy lớn lên thầy nhận cái trụ trì một cái chùa mà ai nghe tin cũng chạy tới chúc mừng cúng dường hết. Cái nhân cái quả đó. Có nhiều khi có một thầy đó, Pháp Hòa biết nữa, bất cứ dỗ quải của các vị hòa thượng, thầy biết được là thầy đi tới, thầy không cần đợi mời. Vì thầy quan niệm rằng á, dỗ của quý hòa thượng là như quý hòa thượng như thầy của mình. Khi quý ngài còn sống, mình kính quý ngài như thầy mình. Bây giờ quý thầy ngài mất rồi, thì đến ngày dỗ của quý ngài, mình là bổn phận đệ tử, con cháu mình phải tới mình cúng, mình lễ không cần phải mời. Cho nên thầy chẳng cần cái chùa đó mời thầy, thầy cứ đi tới cúng. Vậy mà khi mà thầy có việc một cái, rồi thầy còn nói nữa chứ, thầy nói lúc mình sống ai chết mình cũng không tới hết á, thành thử tới phiên mình nằm xuống ai tới thăm, phải không? Thành thử Pháp Hòa hay nói với đại chúng, khi mình đi công phu đi hộ niệm cho người mất á, đừng có đợi quen mới đi. Đa số là mình đi hộ niệm người mất, hỏi quen không? Quen mới đi. Thành thử ra mình biết rằng hộ niệm là một công đức rất là lớn. Tại vì khi mình đến đó mình tụng kinh á, cái sự có mặt của mình á, đã là một sự an ủi ấm áp cho gia đình. Bên cạnh đó đó, mình đọc lên cái lời kinh theo cái ý nghĩa là mình đọc cho người mất nghe, nhưng mà thật sự chính thức mình thấy trước mắt là ai nghe? Người sống họ nghe. Mà người sống họ nghe, họ khai mở, họ hiểu, tự nhiên họ tu tập. Cũng giống như Pháp Hòa nói chủ nhật này nè, mỗi chủ nhật nè đó, có những người á, không bao giờ đi chùa, hoặc là lâu lâu mới tấp vô chùa một chút thôi, chứ có đời nào khi khổng khi không mà tấp vô đây mà ngồi nghe mấy ông thầy lải nhải đâu. Người thân mất á, tới đây cúng thất mới ngồi. Rồi nhờ ngồi vậy nghe gì? Nghe được đạo lý, rồi từ đó mới thấm hiểu đạo Phật là sao, tu tập là gì, chuyển hóa. Thành thử ra mình nói là tụng cho người mất thì thật sự có chứ không phải không. Nhưng mà trước mắt của mình là mình biết họ tới đây hồi nào, họ nghe rồi họ đi thì sao mình không thấy. Nhưng mà cái người thân của họ đang ngồi đây nghe kinh học pháp là đúng rồi đó, có rồi đó. Như vậy thì kinh Địa Tạng nói đâu có sai. Trong 7 phần công đức người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân, đúng không? Người thân lợi lạc nhiều hơn.
đếm sơ sơ coi, được đi chùa lại Phật nè, được nghe pháp nè, được đọc kinh nè, được ăn cơm nè, 6 phần công đức trong 7 phần công đức mà người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân. Thật ra cái đó rất thiết thực, là vì người người còn sống mình nghe, mình hiểu, mình chuyển hóa, mình tu tập. Mà khi mình chuyển hóa, mình tu tập á, tự nhiên tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó siêu. Chữ siêu là gì? Chữ siêu là từ ở bên này, từ cái bờ cõi này mình qua bờ cõi kia thôi. Ví dụ như hồi sáng nay buồn quá, khổ quá, nhờ đi chùa tụng được một bài kinh hay quá chừng luôn, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa, may thay trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng nguyện vây về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai, hợp nhất thân tâm quỳ dưới Phật đài, buông hết trần tâm một lòng quy kính. Xin tiếp nhận diệu pháp, tinh chuyên tu tập mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên, quả bồ đề một mai thành tựu. Đọc xong tâm thư nhẹ nhàng. Ủa, cái cảnh giới khổ đau nãy nó đâu rồi? Siêu rồi. Chữ siêu là vậy đó. Người ta đang khổ, nó đi cầu siêu, nghĩa là họ đang ở cảnh khổ, giờ mình tụng cái họ giải thoát, họ qua được cái chỗ khác gọi là siêu. Vậy thì chúng ta cũng có siêu vậy, chứ đâu phải đợi mình chết mình mới siêu. Bây giờ mình muốn biết cảnh giới của người chết siêu làm sao không? Thực nghiệm ngay bây giờ, ngay trong đời sống này. Hôm nào mình buồn, mình khổ, mình lo lắng, mình buồn phiền, bữa nào mình hết cái đó rồi, cái trạng thái mình nó thư thới, nó nhẹ nhàng, mình sẽ experience, mình sẽ kinh nghiệm được siêu của cái người mất ra làm sao, trạng thái của người mất ra làm sao. Sở dĩ người mất không siêu là tại sao? Là vì dính mắc chứ có gì đâu, chấp. Cho nên á, sống cũng chấp mà chết cũng chấp. Sống á, thì chấp nhà, chấp cửa, chấp danh, chấp lợi, chấp hơn, chấp thua, đủ thứ. Chết chấp gì biết không? Trời ơi, bỏ nhà lại, bỏ tiền, bỏ của lại, bỏ cháu, bỏ con lại, cũng là một dạng chấp. Chấp nghĩa là dính mắc, là attachment. Vậy thì trong cuộc sống này, người sống, người chết gì, cái khổ là do mình chấp thôi. Hồi nãy thầy Đức Tạng nói cái bài kinh tên là kinh Kalama. Thật ra không có bài kinh gì, không có Kalama kinh. Kalama là tên của một ngôi làng, một cái dân chúng ở đó. Và người ta có là, và cái dân ở đó người ta tin vào một cái điều rằng, người ta có niềm tin, thì Đức Phật mới nói rằng các vị đừng tin những gì dù cái điều đó người ta truyền tụng. Tại vì sao? Tại vì nó có thể thay đổi. Đó. Có nhiều khi con mắt mình chính mắt thấy chưa chắc đã là thật nữa. Pháp Hòa có ngồi trên một cái tảng đá chụp hình lâu rồi, mười mấy năm trước rồi. Thì do ai đó không biết, họ lấy cái hình mình á, họ để, họ vẽ thêm cây bồ đề, họ để ở Pháp Hòa ngồi lấy cái hình đó, họ để dưới gốc cây bồ đề, rồi họ vẽ thêm cái vòng hào quang nữa. Mà tự họ vẽ chứ Pháp Hòa có muốn đâu, phải không? Vậy cái thì xong cái có thể là do họ thương quý mình quá rồi họ làm những cái hình ảnh như vậy. Thì có một sư cô kia chửi mình chứ. Trời ơi, ông thầy này ngạo mạn quá. Bữa nay dám không dám nói mình là Phật. Nói chơi vậy thôi, mình nghe mình cũng chẳng buồn, chẳng vui, bình thường. Tại vì cái người mình, người ta nhìn vô ta biết hình này Photoshop. Mà mình là người biết chính xác luôn hình này mình chụp ở đâu, chụp vào lúc nào. Và mình không bao giờ mình tự ý mình như vậy. Hồi nãy thầy Đức Tạng cũng có nhắc đó. Sau này quý vị mà có coi hình ảnh gì của ai, thấy cái gì mà phải cẩn thận. Nhiều khi bây giờ người ta giỏi gì mấy cái đó lắm. Những chữ câu mình nói người ta có thể cắt ráp đủ thứ hết. Cho nên chính mắt thấy còn chưa chắc, chứ huống chi là mình nghe người ta đồn đại. Cho nên cái dính mắt, mà một phần là do chúng ta dính vào mà chúng ta không thấy được cái toàn vẹn của nó. Tất cả chỉ là cái tạm thôi. Thì Đức Phật mới đến thăm thầy này, xong rồi thấy thầy bệnh như vậy đó. Và cuối cùng Đức Phật chăm sóc thầy. Đức Phật đi nói thầy A Nan múc nước, để Đức Phật lấy khăn rồi nhúng khăn rồi lao mình thay y rồi cho thầy. Thì các vị mới nói trời ơi, Mô Phật tội chết, thầy Đức Phật là bậc thầy mà tại sao làm như vậy. Đức Phật mới nói dù cho là một người thầy, một bậc giác ngộ,
cũng vẫn phải đi tìm phước. Nghĩa là không có từ nan khi chúng ta được cái cơ hội làm phước cho ai. Bây giờ cũng vậy. Thí dụ quý thầy có làm gì quý vị, mà trong khi quý vị đang cần, quý vị đừng có ngại gì hết đó. Quý thầy làm được là quý thầy làm. Thí dụ như Pháp Hòa có thể đi lấy cái chén cho quý vị ăn cơm, không có gì trở ngại hết. Quý vị ngồi đó, quý vị có thể Pháp Hòa đi lấy chén cho quý vị ăn cơm, lấy đũa, thậm chí đi với cơm cho quý vị ăn, cũng không có gì sai hết á. Đừng có sợ gì tội hết á. Đó là cái tình mình đối với nhau. Còn có những lúc quý vị cũng bới cơm cho Pháp Hòa ăn, thì có lúc nào Pháp Hòa cũng sẽ bới cơm lại cho quý vị, chuyện bình thường. Cho mình đừng có sợ là ô thầy lớn thì bới cơm cho tôi thì mang tội tổn phước, không có gì hết á. Thậm chí nhiều khi mình nói chuyện cái mình Phật tử hỏi gì cái nói dạ, thôi thì đừng có dạ tôi tội. Ôi trời, dạ là cái tiếng bình thường, mà nếu nói đúng hơn là tiếng lịch sự, không lẽ nó ừ. Đó, mà nếu mà ừ cái nghe làm sao, trời thầy thô quá, nói chuyện không dạ. Thành thử ra cũng là một tiếng thôi, ừ cũng lạng tiếng, dạ cũng lạng tiếng, nhưng mà thà mình dạ đi, nghe dễ chịu, mà một tiếng dạ đó nó xuất phát từ mình. Nghĩa là nơi mình có cái sự nhẹ nhàng đó mình mới lưu ra được. Cho nên tất cả đều là cái phước hết. Mình nói ra một câu mà người ta nghe người ta thoải mái cũng là phước. Mình nói một câu mà người ta nghe người ta bực bội, mất phước. Mà trong khi đó mình cả rổ vốn liếng chữ nghĩa rất đẹp, rất hay, ta sao không nói không? Thành thử ra Đức Phật nói tuy tôi là thầy, là bậc, là một vị giác ngộ, nhưng cũng vẫn đi bòn phước. Mình tu là mình tu bòn, tu mót mà. Điều thứ hai, Đức Phật mới nói cái nhân quả cho thầy nghe. Và cuối cùng Đức Phật đứng ngay đầu giường, Đức Phật thuyết cho thầy, vị thầy tỳ kheo bệnh này một câu pháp cú. Và đây là cái câu mà Đức Phật đã nói cho thầy này, để thầy quán chiếu, xả ly được cái bệnh tật. Tại vì thầy này là bệnh không có hết. Bệnh thảy là một dạng là lở loét mà máu mủ mà nó chảy ra, cho đến đau nhức, cho đến thúi thịt mà chết thôi chứ không có hết. Cho nên Đức Phật dạy cho thầy quán. Và đây là câu kinh nè: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là cái kệ ha. Còn cái câu trường hàng là: thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Đơn giản vô cùng, nhưng mà thật là một cái đề mục quán chiếu cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày này. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, phải không? Pháp Hòa đi đám tang thường lắm. Thì có khi thiêu, có khi chôn. Mà lúc nào mỗi lần mà để cái quan tài vô trong lò thiêu hay hạ nguyệt xuống, lúc nào Pháp Hòa cũng có một cái tư duy: trời đất ơi, lúc mình sống mình quá chừng luôn, rồi cuối cùng nằm ra đây, ai muốn để kiểu nào cũng được, có quan tài cũng được, không có cũng được, đẩy vô đó bấm nút mấy tiếng sau. Mà lần nào đi đám tang mà cứ hễ đẩy quan tài vô là thiêu, là tự nhiên mình khởi những cái quán tiểu như vậy. Khi mà đi chôn á, lúc mà hạ nguyệt xuống rồi, cái Pháp Hòa hay tới và nhìn. Rồi nhìn xuống vậy xong cái mình có một cái suy nghĩ: con người chúng ta có thể mình kiếm tiền, mình xây một cái nhà 500-700 ngàn mình ở, rồi cho là mình ở maximum là mình ở hết cỡ luôn, ở được 100 năm. Mà nói vậy thôi chứ hiếm lắm, hiếm ai mà ở cái nhà đó 100 năm lắm. Thành thử cái nhà mà mình xây 500-700 ngàn, thậm chí bạc triệu, rồi thì cũng ở thời gian nào thôi. Nhưng mà cái lỗ này nè, cái lỗ đất dơ giấy, lỗ đất bình thường này nè, tốn có 3.500 bạc nè, ở vĩnh viễn. Đi đám tang mà mỗi lần mà tới hạ nguyệt, cái Pháp Hòa hay bước tới dòm cái, thì trong lúc đó cái đầu mình nó suy nghĩ: đây là cái nhà vĩnh viễn của kiếp người. Còn cái nhà mà chúng ta xây bạc triệu chúng ta ở đó, ở không bao lâu hết đó.
Thật sự là nếu như mà mình quán chiếu, mình tư duy được vậy đó, trong cuộc sống này mình sẽ nhẹ được những cái mình không cần phải dính mắc. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống như là cây gỗ không có biết cảm giác gì. Không phải, có buồn chứ, có giận chứ, có phiền não chứ, rồi thậm chí là nghĩa là mình nghĩ là mình không tha thứ được, nhưng cuối cùng phải làm thôi. Tại vì mình không tha thứ khổ mình, mình còn giận là khổ mình, chứ không, cái người làm cho mình giận chưa chắc họ khổ à, mà chưa chắc họ ăn năn hối hận à, mà ngay từ cái ngày mình buồn họ là mình đã khổ rồi. Rồi mình buồn ngày này mình lấy qua ngày khác, 10 năm trước buồn, 10 năm sau tuổi cao mà sao buồn nó không giảm. Thành thử ra rốt cuộc rồi thân bệnh luôn cả tâm bệnh, rồi ôm cả thân bệnh tâm bệnh chết, rồi chết vô dính mắc không siêu thoát, quá tội. Thành thử ra mình phải tự mình, quý thầy tới cầu siêu cho mình lãng chuyện, mình phải trợ duyên thêm cho quý thầy để quý thầy đẩy mình đi cho nó nhẹ nữa, là tâm thức mình phải nhẹ nhàng, người ta tụng người ta đẩy mình đi cho nó lẹ, chứ còn mình nặng nề quá một hai thời kinh đâu đủ đẩy. Còn vướng mắc còn đủ thứ hết, cho nên không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Ở trong một cái bài phục nguyện á, thỉnh thoảng Pháp Hòa phục nguyện vào những cái bữa cuối cùng của đám tang, khi hạ nguyệt hoặc là khi đêm để về an linh, Pháp Hòa hay phục nguyện cái bài này: tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Cái tâm của mình á, nó gom cả vũ trụ, phải không? Cái gì cũng thâu vô tâm hết á. Và cái đạo lý này nó thấu suốt cả xưa nay. Đạo, cái đạo mà sống chết này nè, không phải bây giờ mới chết, xưa cũng chết, giờ cũng chết. Không phải giờ mới bệnh, xưa cũng bệnh. Không phải bây giờ mới có ung thư, ngày xưa cũng có ung thư mà ta không biết tên gọi thôi. Rồi ngày xưa cũng có đột quỵ, nhưng mà giờ hồi xưa không biết tên đột quỵ, kêu trúng gió. Ai mà nằm lăn ra chết cái trúng gió chết rồi, đứng tim đứng gì cũng kêu trúng gió chết. Tại vì sao? Vì cái thời mình ở dưới quê không có ai kiểm chứng gì hết, chết rồi để nhà vậy thôi, không có chở đi. Ở đây là không được, ở đây người nào mà chết mà không có lý do, không biết lý do là đều phải đi qua một cái trải nghiệm, đi qua đưa vô phòng thí nghiệm hết. Chính phủ sẽ không bao giờ chấp nhận cho mình cái giấy tử nếu mình đi chiêu thiêu đi chôn mà không biết nguyên do vì sao người đó chết. Lỡ ví dụ sáng ra mình ngủ mình thấy người đó nằm trong phòng ngủ chết, đều phải báo cảnh sát rồi báo cho cơ quan, rồi người ta đưa vô cái chỗ khám đó. Có nhiều khi nó mất 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, đến khi nào có kết quả họ mới cho mình mang ra mình làm đám. Thành thử là họ biết được nguyên do, ngày xưa mình không biết, cứ chết trong nhà rồi làm đám thôi, không ai kiểm chứng gì hết, rồi cứ khai trúng do chết. Tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Cổ là xưa, kim là nay. Cái đạo lý sống chết này nó thông suốt cả xưa nay, không có bao giờ mà phân biệt. Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, bãi biển biến thành nương dâu. Ngày xưa chỗ đó là biển mà giờ là núi. Quý vị đi qua bên Colorado, Denver, nó có một cái vùng nó tên là Red Rock. Bây giờ cái vùng đó nó là những ngọn núi chập trùng, mà hình như là 3 triệu năm trước nó là đáy biển. Nó là cái đáy biển mà bây giờ nó là núi. Thấy không? Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, thăng trầm nổi chìm. Nọ sống thác quãng bao đời thay đổi, sống chết chết sống. Có một em 30 tuổi, 2 tuần trước em bị Covid. Rồi các Phật tử biết tin được, nhắn gửi qua chùa cầu an cho em. Ba mẹ thì gia đình rất là đơn chiếc, tội nghiệp lắm. Ngày hôm qua báo tin em nó mất rồi. Thì Pháp Hòa mới liên lạc và nói quý cô coi coi gia đình cần giúp đỡ gì thì cho Hòa hay, rồi mình kiếm cách mình giúp. Tại vì bây giờ mẹ ôm 2 người con, không có ba,
Rồi một đứa thì mới đang bệnh. Rồi ngày hôm qua đây cũng có một cô ở bên Ontario, chồng đang bị stroke, vừa stroke xong quang vô bệnh viện bị dính Covid. Giờ bà vợ bị chết, chồng không có ra làm đám được. Gia đình tới chăm sóc làm sao, giờ dính luôn ba người, không có ai ra gì được hết, liên lạc. Kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nọ sống thác quảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội. Đất, nước, gió, lửa là cái thân tứ đại mình đây. Thân đất, nước, gió, lửa. Cái thân này mà nó còn tồn tại là do đất, nước, gió, lửa. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội. Cái đó là lời khai thị cho người chết á. Mà người sống nghe thấm không? Người sống nghe cũng thấm chứ. Bắt đầu mình khuyên người mất nè: thôi, từ đây có chiếu đất màn trời. Chiếu đất màn trời là gì? Chôn đó à. Nằm xuống rồi, chiếu đất màn trời. Trăng trong gió mát, hương linh hãy an giấc nghìn thu. Giấc ngủ nào cũng vài tiếng thôi, chỉ có cái giấc ngủ này sẽ ngàn thu. Cho nên trước sau cũng mình sẽ có một giấc ngủ. Phổ nguyện ngu miên an giấc điệp. Ngu miên là gì? Ngu miên là cái giấc ngủ con trâu. Ý muốn nói là cái mồ, cái mã. Tại vì ngày xưa trâu á, người ta chăn trâu nó hay ra mồ mã nó nằm. Mà thậm chí ngày xưa á, người ta đắp cái mộ đó, người ta đắp cái hình con trâu ngủ. Đó là mộ xưa đó. Bây giờ Việt Nam vẫn còn một vài nơi còn giữ cái mộ đó, đó. Quý vị nhìn vô là quý vị thấy là cái dáng của một con trâu nó nằm. Cái đó gọi là mộ ngu miên. Ngu là trâu, miên là ngủ. Mộ trâu ngủ. Mà ý nói là mồ mã chứ không có gì. Mà theo phong thủy ngày xưa thì trước sau gì mình cũng ở một cái chỗ ngu miên đó. Thì đó là cái lời nhắc nhở. Như hồi nãy mình đọc kinh kinh gì Hải Đảo Tự Thân, Đức Phật nói nhìn xuống đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống. Đó là vì hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu. Các vị đừng vì sự kiện hai thầy mất mà quá đau khổ. Như một cái cây, hễ cây nào mà càng to lớn thì nó sẽ gãy trước những cành nhánh. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất chỗ đó sẽ sụp đổ sớm. Cũng như thế, trong giáo đoàn của người tu, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là hai vị lớn, thì hai vị này có mất trước cũng là chuyện đương nhiên. Tôi rồi đây cũng sẽ ra đi tuần tới đó. Cho nên ngày xưa kỷ niệm rằm tháng giêng theo truyền thống đạo Phật đó, là rằm tháng giêng mà chúng ta kỷ niệm cái rằm đầu tiên của năm đó, cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật tuyên bố Đức Phật sẽ mất sau 3 tháng. Tức là Đức Phật tuyên bố trước là Đức Phật sẽ niết bàn 3 tháng sau, tức là rằm tháng 4. Theo cái truyền thống năm truyền là các vị sẽ dồn lễ Phật niết bàn, lễ Phật thành đạo, lễ Phật đản vào trong một cái ngày lễ Phật đản đó. Còn mình thì mình tách ra, Phật đản mình làm riêng, thành đạo mình làm riêng. Chứ còn bên truyền thống các nước Phật giáo Nam truyền là người ta làm chung 3 cái lễ. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, vứt bỏ vô thức. Đúng như vậy, mình mất rồi thì ai muốn làm gì làm, không có biết gì nữa hết. Như khúc gỗ vô dụng, như một khúc gỗ một vô dụng. Mình lúc còn sống mình làm đủ thứ hết, nhưng mình khi mình mất, mình nằm đó thì ai muốn làm gì làm, muốn ngắt, muốn nhéo, muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm gì đó làm. Và thậm chí người ta sợ mình chết thì mình về mình còn bắt thêm người ta, ta còn lấy dây chỉ, ta cột hai ngón chân cái lên nữa. Bữa hôm có nhà đám ở phone Pháp Hòa hỏi thầy: thầy giờ hỏi Việt Nam mới thấy người ta chết ta cột hai ngón chân cái ở đây mình cột không? Pháp Hòa nói thôi đừng có cột chi. Cái đó là của những người, người ta tin vào cái chuyện là sợ người thân về bắt. Có ai mà chui dưới mộ mà lên đâu. Tại mình làm một cái hình thức để mình gọi là mình yên tâm vậy thôi. Chứ còn
cái người chết rồi, cái xác đó không, tại vì sao? Đất nước gió lửa ngưng làm việc rồi thì coi như mình không còn gì nữa hết, như khúc gỗ vô dụng. Thì đó là cái câu mà Đức Phật chỉ cho cái vị thầy này, dạy cho thầy quán chiếu xong, thầy thẩm thấu được cái thân tứ đại giả hợp tạm bợ, rồi thầy trút hơi thở cuối cùng trong cái tỉnh lát nhẹ nhàng mà không còn đau đớn nữa. Khai thị là vậy. Cho nên bình thường mình sống mà mình tự mình khai thị mình đi, lỡ mình mất không ai khai thị mình sao? Khai thị mình bằng cái gì? Hình ảnh gì, bất cứ cái gì nó đến mà mình thấy mình xả ly được á, mình tự mình nói đi. Thí dụ mình nói vậy nè: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Học cái câu đó đi để tự mình khai thị cho mình. Khi nào mà tâm mình chưa xả ly được chuyện gì đó, tự mình đọc câu đó lên. Tự cái bài đó là bài thần chú đó. Nó là bài thần chú, nó là bài chân ngôn, nó là bài kinh đó. Nếu mình hay cái tánh tình mình hay giận hờn người này người kia thì tự mình khai thị cho mình. Ai biết mình sao mà khai thị? Có nhiều khi đang bực bội vì người ta không biết, ta lại ta vỗ vai, ta câu cổ, ta mình còn phát quạo lên nữa. Thấy không? Thành tử ra trừ khi nào mình xin ai đó khai thị cho mình. Nhưng mà nếu mình muốn được siêu thoát ngay khi mình còn sống, mình muốn được khai tâm ngay khi mình còn khỏe, đừng đợi chết mới khai. Thật sự ra khi mà sắp mất mà là khai là có chứ không phải không. Nhưng mà cái trường hợp đó, quý vị nghĩ coi, trăm nghĩa là cái trường hợp đó làm sao đây? Thứ nhất, nếu mình phone lên mình tìm mấy thầy, biết mấy thầy có nhà không? Rồi điều thứ hai là biết mình đủ tỉnh để mình nghe không? Đủ tỉnh táo để mình phân biệt được cái nào câu gì không? Hay là mình nghe mơ mơ màng màng? Thành thứ khai còn sống này nè, còn đủ tỉnh táo khai thị đi. Sáng mở mắt ra khai thị mình câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương. Rồi khai thị cho mình ngày mới đó. Rồi nếu mà lỡ trong ngày ai chọc mình buồn phiền giận dữ nữa, phải không, tự mình nói câu đó: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Lập tức nó thành câu thần chú gì? Nó là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Là linh chú đại thần, là linh chú vô thượng, là linh chú đại minh, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú rằng là gì? Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói câu đó đó: Ga tê mà quý vị tụng từ nào không tụng á. Ga tê là gì? Cố gắng. Ga tê là cố gắng. Para ga tê, cố gắng thêm chút nữa. Para ga tê, cố gắng hơn nữa. Nhẫn nại hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua bờ bên kia. Bồ đi, bồ đề, giác ngộ rồi, tỉnh rồi, xa va, vui quá, mừng quá. Đây là cái chỗ rốt ráo, chỗ viên mãn. Câu ga tê nghĩa là vậy thôi. Tiếng Hán gọi là độ khứ. Độ khứ là gì? Qua bên kia, qua bờ bên kia, qua bờ bên kia. Mà hãy qua được bờ bên kia là đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia ta bà ha. Cho nên chữ ta bà ha dịch là đáo bỉ ngạn. Còn yết đế dịch là độ khứ. Qua bên kia. Qua bên kia là qua bên đâu? Qua bên chỗ vui vẻ, an lạc. Còn ở bên này khổ. Cho nên mình nói hãy bờ bên này, bờ bên kia là vậy thôi. Trong kinh Đức Phật dạy có 5 cái quán nè. Tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết,
Tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả người tôi thương quý hôm nay cũng như những gì tôi đang có, rồi một mai này tôi phải xa lìa và buông bỏ. Đúng không? Người thân là xa lìa mà vật chất là phải buông bỏ. Cái thứ tư nè, duy nhất chỉ có một cái mà tôi có thể đem được, đó là nghiệp và phước, năm thứ cần quán chiếu. Mà cái bốn cái trên là về già, về bệnh, về chết, về của cải người thân, và cuối cùng là nghiệp và phước. Có nhiều khi trong cuộc sống, Pháp Hòa nói, nhiều khi mình nghe hoặc chính mình nói, đôi khi mình tư duy lại. Hễ mà gặp nhau cái bữa nào đi về thôi, tạm biệt nghe. Vậy thì cuộc đời này là cả cái thế gian này là cõi tạm. Thì cái chuyện mà chúng ta gặp nhau rồi đến đi cũng là tạm, gọi là tạm biệt. Nhưng mà có một cái nó mãi mãi là gì? Vĩnh biệt. Cho nên hãy gặp nhau, còn gặp nhau, có thể gặp nữa kêu tạm biệt. Nhưng mà cái tạm biệt nó chưa chắc. Nhiều khi bữa nay mình tạm biệt thôi, về tới nhà nghe tin người đó mất rồi, thiếu gì những chuyện đó xảy ra. Mới ăn chung bữa thứ sáu, tối thứ chủ nhật, tối thứ bảy nghe được người đó mất. Pháp Hòa có một người quen đây, nguyên một nhóm bạn, hẹn với nhau là sáng thứ bảy là bắt đầu đi cruise, đi chơi đó. Sáng thứ bảy ra chú đó chú ngủ, chú đi luôn, phát đồ rồi sẵn hết trơn, cuối cùng không đi đâu được hết. Thấy không? Cho nên đó, một ngày mà chúng ta mà có cái chữ mà tư duy quán chiếu, nó là vậy thôi. Tức là chúng ta nhìn sâu để chúng ta quán chiếu, để thấy rõ mọi cái sự việc nó xảy ra và chúng ta tìm được cái gì trong đó. Cho nên hôm rồi mà Pháp Hòa có giải thích sơ cái chữ mandala đó. Nó là cái mandala, là một cái nhìn của một cái bậc giác ngộ về vũ trụ, về pháp giới. Và tất cả cái nhìn của bậc giác ngộ là cái gì cũng chỉ là tạm, không có gì thật hết. Nói như vậy không phải là đạo Phật chủ trương tiêu cực, bi quan, dạ thưa không. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn như vậy rồi chúng ta dừng ngay đó, chúng ta khổ với nó, thì gọi là bi quan tiêu cực. Còn đằng này á, chúng ta nhìn thấy để làm gì? Để vượt thoát tất cả mọi dính mắc khổ đau, và tiếp sống tích cực, vì ngày mai có thể mình không còn cơ hội. Cho nên còn có thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có để cho nhau. Cái gì mình cho được cho nhau cứ cho, rủi mai này mình không còn cơ hội để cho. Đó là cái câu mà hôm nay mình học ha, câu thứ 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng. Nghe thì đơn giản vậy đó, nhưng mà thật sự cả một cái bài thiền quán. Để chúng mà coi như là hơn một năm rồi đó, Pháp Hòa không được gặp rất nhiều Phật tử, nhưng mà thỉnh thoảng có được nói phone thì Pháp Hòa cũng vui, là tại vì biết người đó đang còn đây. Bây giờ Pháp Hòa mà gặp mấy bác đó, Pháp Hòa mừng. Pháp Hòa hay nói được gặp mấy bác ngày nào là mình mừng ngày đó, tại vì mấy bác bây giờ giống như là đèn treo trước gió vậy đó. Mà khi mà gặp mấy bác thì bao nhiêu cái kỷ niệm nó đi về, và mình thấy rõ là từ khi mình đến chùa mình tu năm 14, 15 tuổi, mấy bác còn biết Pháp Hòa trước khi mình còn là một cái người thị giả cho các thầy, còn đang tập sự làm người xuất gia. Có những bác biết Pháp Hòa từ thời đó luôn. Cho nên thấy bây giờ mà có nhiều bác lớn tuổi mà tỉnh táo được, Pháp Hòa vui. Ở đây còn được có mấy bác chứ mấy. Cho nên là nhìn lại, lâu lâu mình nhìn lại mình thấy ồ, ba mình, mẹ mình bây giờ là lớn tuổi rồi, anh chị mình. Bây giờ quý vị nhìn vậy chứ nhiều khi thấy tóc đen nhánh gì chứ không phải đâu nha. Nhuộm không đó.
Rồi tới hồi mà cái vụ dịch này là không có đi được vô mấy cái tiệm nhuộm đó, bắt đầu mới thấy chân như mới thấy chân tướng. Chứ hồi trước mấy cái tiệm hớt tóc đồ bình thường thì khó bao giờ mình thấy tóc bạc đâu. Mình còn khen trong bụng, trời bác đó sao lớn tuổi mà tóc đen nhánh, mình quên vụ đó đi. Tới hồi một năm nay là không có đi vô trong mấy cái chỗ nhuộm tóc, rồi bắt đầu mới thấy hôm nay chợt thấy chân hình. Nó có cái bài hát đó đó. Hôm nay đêm nay chợt thấy chân hình, chân tướng. Chỉ cái nghĩa là mình thấy cái chân thật. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt Phật Pháp, học kinh Pháp Cú, Thầy Hòa chia sẻ với đại chúng câu thứ 41, qua cái câu chuyện là một thầy tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật chăm sóc, và Đức Phật đã nói cái nhân quả của thầy, và cũng như dạy cho thầy cách quán chiếu về tư duy về cái thân, để chúng ta vượt thoát tất cả những cái dính mắc đó. Thật sự ra trước sau gì mọi việc này nó vẫn đến, cho mình biết được nó thì mình đỡ khổ hơn. Còn mình đỡ có dính mắc, đỡ chấp trước, tất cả gì nó đến thì chúng ta biết mở lòng tiếp nhận và sống vui khỏe. Cho nên lớn tuổi rồi, sống vui được ngày nào cứ sống, gần gũi được với người thân, cứ việc làm mấy việc đó, chuyện hờn giận lặt vặt bỏ bớt đi. Mà mình á, già mà mình nhẹ nhàng, mình dễ chịu á, mình dễ thương dữ lắm. Mà mấy người con cháu gần gũi với mình cũng thoải mái lắm. Cho nên quý bác nên thực tập cái đó. Đây là kinh nghiệm đó.